Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ mời các bạn vào bếp để cùng thực hiện với mình món hoành thánh gà. Rất là đơn giản. Nào bây giờ chúng ta cùng bắt tay vào thực hiện nha. Các bạn ơi, sau đây mình sẽ mời các bạn cùng thực hiện với mình cái món hoành thánh nấu với lại gà nha. Hoành thánh gà rất là đơn giản. Ở đây mình mua 1/4 cái gà, cái thịt đùi gà nè, mình đã chặt ra khúc như thế này, và một cái đùi mình để nguyên cho nó hấp dẫn. Ngoài ra còn có một củ cải trắng mình đã cắt khúc nè, hai củ cà rốt thì mình sẽ cắt lát như thế này ha. Không thể thiếu đó là nửa ký thịt nè, mình đã xay nè, cái gói hành thánh, cái lá hành thánh nè, cùng với lại giá. Giá này là mình để mình ăn kèm với hoành thánh cho không bị ngán. Thì để chuẩn bị ướp cái hoành thánh cũng như nấu cái nước gà đó các bạn, thì các bạn dùng tỏi nè, tỏi bằm nè, hành bằm, cái đầu hành cùng với lại lá hành đó, mình đã cắt nhuyễn hết. Sau đây thì mình sẽ bắt tay vào thực hiện nha. Ở đây mình sẽ bắt tay vào việc nêm gia vị ướp cái thịt nha các bạn. Thì mình sẽ cho vào đây tí xíu hành nè các bạn, mình chỉ cho một ít thôi nha. Và đây là để một tí nữa mình xào. Nêm vào nửa ký thịt, gồm có một muỗng cà phê bột muối, nửa muỗng cà phê bột ngọt. Bạn nào thích ăn bột ngọt nhiều thì có thể bỏ nhiều hơn ha. Đường nè các bạn, một muỗng cà phê đường cùng với lại hai muỗng cà phê bột nêm, tiêu nữa các bạn, đây là tiêu nè. Và tất cả cái gia vị hỗn hợp này mình sẽ trộn đều nha. Lúc này thì mình chuẩn bị một cái nồi để làm nước gà nha các bạn. Thì mình sẽ cho vào đây một ít dầu, khoảng chừng một muỗng canh dầu nè. Và phần đầu hành nè các bạn, mình sẽ cho một nửa phần đầu hành, một nửa hành tím và một nửa tỏi để mà mình phi thơm lên. Còn chừa lại cái phần đầu hành, hành và tỏi thì để một tí mình xào thịt nha các bạn. Thì để cho cái nước nó sẽ ngon và ngọt hơn, mình sẽ trút một ít thịt băm vào. Một ít thịt băm thôi, còn lại để một tí mình nêm, mình làm hoành thánh nha. Bọt ra để cho cái nồi nước nó sẽ thơm và không bị hôi nha. Đường phèn rồi nên thành ra mình sẽ không nêm thêm đường nữa. Và thường là mình nấu nước dùng như thế này thì mình chỉ sử dụng đường phèn, và nêm trong ướp trong cái gia vị thịt hay cái gì đó thì mình mới sử dụng đường vàng hoặc đường trắng nha các bạn. Ở nhà mình thì mình thích đường vàng vì nó thơm hơn.
cạn nước như thế này. Mình nấu khoảng chừng trong vòng 5 phút nữa thì mình sẽ tắt bếp và chuẩn bị gói hoành thánh nha. Rất là ngon, thịt này là thịt nạc nè. Các bạn nào mà thích ăn béo thì có thể cho thêm miếng mỡ nạc dăm á, các bạn mua xay ra. Ở đây nè, thịt mình đã xào chín đây nè các bạn, cũng còn nóng lắm. Dẫn lắm nha. Thì ở đây mình xào sẵn như thế này thì mình luộc hoành thánh nó rất là nhanh. Hoành thánh nè, và ở đây là mình chuẩn bị một ít nước để mà mình cho dính cái phần lá hoành thánh vào các bạn. Thì đầu tiên thì mình sẽ lột cái hoành thánh ra cái phần các bạn ơi, cái lá hoành thánh này nha thì có một bên có bột và một bên không. Thì mình sử dụng cái bột một bên không có bột để mà mình gói hoành thánh. Thì mình sẽ cho một cái miếng thịt vào ở giữa và mình sẽ dùng nước nè, mình thoa hai góc của hoành thánh để cho có độ kết dính với các bạn. Ở đây cái miếng hoành thánh này sao nó hơi dày tí xíu đó, các bạn thấy không? Rồi bây giờ mình sẽ gấp lại như thế này thôi, rất là đơn giản. Thì ở đây mình không có khéo tay lắm nên thành ra là các bạn làm sao mà cái kiểu nào cũng được, miễn là nó có độ dính vô là được rồi. Xong một cái hoành thánh của mình này nè các bạn, làm cũng rất là nhanh ha. Thì bây giờ mình cứ lần lượt mình làm thêm mấy cái hoành thánh, lát hoành thánh còn lại đây nè các bạn. Sau một hồi mình đã gói được như đây hoành thánh nè, vẫn còn lá hoành thánh với lại thịt ha. Thì mình ăn tới đâu mình sẽ gói tới đó sẽ ngon hơn, chứ một lần mà mình gói nhiều quá thì nó sẽ khô hoành thánh đó các bạn. Lúc này mình sẽ bắt một cái nồi nước sôi như thế này ha, để mà mình luộc hoành thánh. Thì mình sẽ cho vào trong cái nồi một ít dầu ăn để cho cái hoành thánh luộc không bị dính với nhau. Vì cái thịt bằm mình đã luộc xào chín đó các bạn, nên khi mà hoành thánh này nó nổi lên chín là được rồi đó các bạn. Mình vớt ra. Lúc này mình sẽ vớt ra nha các bạn. Đây nè, hoành thánh nó đã như thế này là chín rồi nè các bạn. Rất là hấp dẫn ha. Thì bây giờ mình sẽ làm một cái tô hoành thánh cho các bạn cùng xem nha. Đây nè các bạn, cái tô hoành thánh nè, bây giờ mình sẽ cho vào đây một ít hành nha. Mà thấy hấp dẫn không nè. Thì bây giờ mình sẽ múc nước dùng vào trong tô. Đây nè các bạn thấy cái tô hoành thánh hấp dẫn không nè. Đó. Ở đây mình múc nước xâm xắp thôi chứ không phải múc nhiều ha các bạn ha. Còn đây là cái đùi gà, rất là ngon. Ăn kèm là cái dĩa giá. Ở đây mình ăn giá sống, hoặc là các bạn thích thì trụng sơ cũng được. Thì với món hoành thánh này thì mình có thể... Đây là cái chén nước tương nè, mình cắt thêm một vài lát ớt này để mà mình chấm với lại gà cũng như hoành thánh. Rất là ngon và hấp dẫn các bạn hen, rất là dễ làm nữa. Rồi cảm ơn các bạn rất là nhiều vì đã theo dõi video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video kế tiếp nha. Đừng quên ủng hộ mình nhé các bạn.